Em lấy chồng từ khi đôi mươi, mang duyên phận con gái theo chồng. Đôi má hồng môi đỏ ngây thơ, bước theo chồng làm cô dâu mới. Duyên kiếp nào cho em tao gặp sẽ lấy đôi bàn tay tài quá của mày. Trong thân phận con gái chưa chồng, em bây giờ đã nỡ thương anh, chốn thương nhau rồi chỉ mong ta có đôi. Em bị dồn cái bước đường cùng rồi. Những tháng ngày đôi ta gần nhau, anh đó cho đi. Em một anh vậy hả? Yên bình. Nó là chuyện của đó. Anh thương em bất ngờ biết mình đã sang sông, để bây giờ đứng giữa hai lối đi. Duyên số trời đã cho ta gặp nhau, nhưng không nên vỡ ôm chặt thành chồng. Tôi sẽ tìm đủ mọi cách, ta hai đường đôi ngã để cho chia ly, người mà tôi yêu. Để em về ân nghĩa trọn tình xưa. Lấy trong sương làm chi? Để giờ đây ta nói cách tự ly. Em chỉ tránh phần mình, còn duyên nhưng không còn nợ. Em buồn riêng mình thôi, ôm nỗi đau xa nhau từ đây. Em dẫn bé Ngọc ra sau rửa tay rửa chân giùm anh. Ừ. Tôi nghe đây cô Hương. Anh đã tìm thấy bé Ngọc chưa? Tôi thấy rồi. Tôi mới đưa bé về tới nhà. Tôi cảm ơn cô nhiều lắm. Có gì đâu, đó là việc tôi phải làm mà. Cũng may là có cô, chứ thật sự tôi không biết tìm bé ở đâu. Tìm được bé là tốt rồi. Anh đừng khách sáo quá. Mà anh cho tôi nói chuyện với bé một chút được không? Cô đợi tôi một chút nha. Ngọc, cô Hương muốn nói chuyện với con nè. Cô Hương hả? Cô Hương à, con nhớ cô Hương nhiều lắm á. Sao con không về chơi với con nữa? Con cũng nhớ con lắm. Nhưng mà từ bây giờ con phải nghe lời ba nha. Không được tự ý bỏ đi lung tung nữa. Nếu mà con còn như vậy, cô Hương biết được, cô Hương sẽ không chơi, sẽ không thương con nữa đâu. Dạ con biết rồi. Nhưng cũng như con nhớ cô, nhưng nhớ mẹ con mới vậy thôi. Cô có chuyện bận rồi, cô nói chuyện với con sau nha. Nhớ nghe lời cô dặn nghe chưa? Dạ, con sớm về chơi với con nha. Được nói chuyện với cô Hương vui quá ba. Ừ.
con thật là chu đáo. Có con vô thăm, bác thấy khỏe hơn rất nhiều. Vậy mà bác không hiểu sao thằng Nhân nó không chọn con. Bác uống đi bác. Con nghĩ á, chuyện tình cảm tất cả là do duyên số bác à. Nhưng mà con nghĩ chuyện của anh Thành Nhân và Hương sẽ không đi đến đâu đâu bác. Con nói gì là có ý gì? Con biết được giữa tụi nó đang có chuyện gì hả? Con không chắc chắn, nhưng con nghĩ Hương đang có điều gì đó muốn che giấu tất cả chúng ta. Con nói rõ hơn được không? Hình như quá khứ Hương đã có chồng, có con. Hả? Cô ấy tìm ra được dấu vết hay ký ức gì đó, nhưng lại bí mật tìm hiểu và che giấu mọi người. Sao? Cô ta là gái có chồng hả? Vậy là không được rồi. Không thể để cô ta lấy thằng Nhân được. Bác à, bác phải bình tĩnh, bác đừng kích động quá. Sức khỏe của bác đang yếu, bác như vậy ảnh hưởng đến sức khỏe nhiều lắm. Sao mà bình tĩnh được chứ? Cô ta đúng là sao chổi mà. Từ khi cô ta xuất hiện đã gây biết bao sóng gió. Bác đã cảnh báo Thành Nhân rồi mà nó không có chịu nghe. Giờ bác không thể để yên được nữa. Bác à, bác nghe con, chuyện gì cũng có cách giải quyết mà bác. Bác đừng có nóng quá rồi hỏng hết chuyện nghe. Thật ra là bây giờ cũng chưa có bằng chứng gì hết á. Cả ngày hôm nay cha con anh làm phiền em cơm nước dọn dẹp nhà cửa. Từ trong ra ngoài đến bây giờ còn chưa xong nữa. Thời gian này em thấy anh hơi khác đó. Em thấy anh buồn nhiều hơn. Anh à, anh có gì cần chia sẻ với em không? Sao em lại nói vậy? Anh vẫn vậy mà. Với lại có chuyện gì đâu mà chia sẻ. Anh đó, nếu mà anh không vui thì cũng đừng gượng ép làm gì, chỉ khiến em đau lòng thêm thôi. Anh à, có phải anh thấy đang buồn vì chị Sao Mai đã mất không? Không. Anh chỉ cảm thấy một chút hụt hẫng, vì anh vẫn tin là cô ấy còn sống và sẽ quay về cha con của anh. Nhưng hiện thực lại quá phũ phàng. Anh cứ nghĩ đó là giấc mơ mà thôi. Chuyện gì đã xảy ra thì không thể nào thay đổi được. Anh phải sống cho hiện tại và phải sống vì Bé Ngọc.
Anh phải sống thật tốt để không bị quá khứ ám ảnh mình. Em xin lỗi, em đã nhắc chuyện không vui khiến anh phải buồn. Rằng nè, anh phải cảm ơn em mới đúng chứ. Cũng nhờ em hỏi mà anh mới nói ra được điều đó. Anh cảm thấy nhẹ lòng lắm. Anh Nghĩa, hãy để em thay thế cho chị sau mai, chăm sóc cho anh nha. Anh rất cảm ơn tình cảm em dành cho anh. Mặc dù giờ anh đã mất rồi, nhưng mà chưa bao giờ anh nghĩ là anh sẽ đi thêm một bước nữa. Vô coi bé Ngọc sao? Sức khỏe của bác tốt hơn nhiều rồi. Cảm ơn cô. Bác cố gắng nghỉ ngơi, đừng để kích động mạnh. Tôi biết rồi. Con ra ngoài nha. Con vừa nói chuyện với bác sĩ xong, ngày mai bác có thể về nhà được rồi. Hương có nói ngày mai sẽ tới cùng con. Con đừng nhắc tên cô ta trước mặt má nữa. Má sao vậy? Không lẽ má còn giận Hương hả? Với lại Hương cũng đâu có gây ra lỗi lầm gì đâu. Lỗi lầm gì á thì tự cô ta biết. Mà con á, con không giận ra sao mà con hỏi má chứ. Nhưng mà trước sau gì Hương cũng là con dâu của má. Không lẽ má giận cậu suốt đời sao? Sẽ không có chuyện đó đâu. Này mà nói thẳng cho con biết, sẽ không có đám cưới nào giữa con với Hương hết á. Sao má lại nói vậy? Chuyện này không giỡn được đâu. Má không đùa. Từ nay á, má cấm con nhắc tới chuyện đám cưới với cô ta. Nói thẳng ra là má cấm con cưới nó. Vậy thôi. Nhưng đó là hạnh phúc của con má à. Hạnh phúc của con là tránh xa cô ta ra. Nó không tốt đẹp như con nghĩ đâu. Hoàng Anh đã cho má biết hết mọi chuyện rồi. Cũng chính do cô ta mà con với Hoàng Anh ra nông nổi này đó. Chuyện của con và Hoàng Anh không có liên quan gì tới Hương hết. Thôi má nghỉ ngơi. Không biết cô ta đã làm gì con tôi mà giờ nó ra nông nổi này chứ. Anh Nhân, anh sao vậy? Em đã nói gì về Hương với má anh vậy? Để bây giờ má anh không cho anh và Hương cưới nhau. Anh, em... Hương không có làm gì có lỗi với em hết. Tại sao hết lần này đến lần khác em lại nói xấu và hại cổ như vậy chứ? Em... Người có lỗi với em là anh nè. Em muốn chửi bới hay làm gì anh cũng được hết. Nhưng mà để yên cho Hương có được không? Em khác xưa nhiều quá. Không biết từ lúc nào em trở nên ích kỷ và nhỏ nhen như vậy. Anh thật không ngờ. Em làm anh thất vọng quá. Anh xin em đừng nói bất cứ điều gì về Hương với má anh nữa. Như vậy là quá đủ rồi. Em hãy giữ một chút tôn trọng của anh đối với em. Ha ha.
Hoàng Anh, may quá gặp em ở đây. Anh tìm em có chuyện gì không? À, anh muốn bàn với em về kế hoạch sắp tới. Anh thấy bệnh viện mình một số trang thiết bị đã cũ, cho nên anh muốn đề xuất để nhập một số trang thiết bị mới hiện đại hơn để nâng cao chất lượng bệnh viện mình lên. Anh muốn làm gì thì làm, anh trình bày vào biên bản rồi em đưa lên hội đồng quản trị duyệt cho. Em nói thật chứ? Ừ. Anh cảm ơn em. Cô chuẩn bị sẵn hợp đồng cho mình đi. Được. Anh mới tới. Em nhắn tin anh đến đây có chuyện gì không? Má khỏe chứ anh? Má khỏe rồi. Ngày mai má sẽ về. Vậy mà sao nhìn anh buồn vậy? À, vậy để mai em giúp anh vô đưa bác về nha. Không cần đâu. Một mình anh lo cho má là được rồi. Em cứ lo công việc của em đi. Sao vậy được? Bây giờ em cũng sắp là vợ anh rồi, phải có trách nhiệm lo cho má anh chứ. Hay là anh sợ là má không thích? Anh à, đợt này má khỏe lại, mình làm đám cưới luôn nha. Em nói sao? Sao anh là ngạc nhiên dữ vậy? Mình cũng đã bàn và cũng nhờ giáo sư Minh làm chủ hôn cho mình rồi mà. Không, tại anh vui quá khi chính em đề nghị anh cưới. Em xin lỗi anh nha, vì nhiều lần trì hoãn khiến anh buồn và làm anh khó xử với mọi người. Má ngồi xuống nghỉ đi, con vô lấy nước cam má uống. Về nhà mình vẫn khỏe nhất. Chào chị. Con chào thầy. Dạ, chào chị anh. Cứ ngồi, để tôi tự nhiên. À, thầy có mua trái cây ăn cho mát. Con cảm ơn thầy. Người nhà cả mà anh. Tôi xin lỗi, hôm nay chị xuất viện mà tôi không đến chào được, nên tôi đi thẳng đến đây luôn. Không sao đâu anh, người nhà cả mà. Hoàng Anh á, nó cũng muốn đến thăm chị, nhưng nó có việc bận. Nó chuyển lời tôi hỏi thăm chị đó. Con bé đúng là biết điều. Mặc dù thành nhân có đối xử với nó ra sao thì nó vẫn luôn quan tâm đến cái gia đình này. Cũng may tôi còn có nó chăm sóc, chứ tôi không biết phải nhờ ai nữa. Chị nói quá rồi. Anh khiêm tốn quá. Chắc tôi không có phước phần để làm mẹ chồng của Hoàng Anh. Không biết kiếp trước tôi đã làm gì nên tội mà phải chịu cái cảnh này. Ai mà lấy được Hoàng Anh thì còn gì bằng nữa. Chỉ có những đứa kém cỏi như Thành Nhân mới không nhận ra được điều đó thôi. Anh đúng là biết dạy con, vừa khéo léo vừa giỏi giang. Nói chung là hoàn hảo, không chê vào đâu được. Tại chị thương cháu nó quá mới nói vậy thôi, chứ cháu nó còn nhiều sai sót lắm. Biết vậy ngày đó tôi cho hai đứa cưới sớm thì mọi việc tốt đẹp rồi. Má, chuyện đã qua lâu rồi, má đừng nhắc tới nữa. Lâu gì mà lâu, cũng tại con hết á. Rước họa vào thân, giúp người quá ra hại mình. Tốt á thì phải tốt đúng người chứ. Thôi chị à, không trách bọn nhỏ được, chỉ là cái số hết. Chị vừa mới được khỏe lại, đừng nên quan tâm nhiều chuyện mà hại sức. Chị lên lầu nghỉ ngơi đi, để ở đây tôi nói chuyện với Thành Nhân một chút. Dạ, tôi xin phép anh. Mình ra ngoài nói chuyện cho thoáng.
con có tâm sự gì sao? Không lẽ chuyện gì quan trọng đến nỗi con không thể kể cho thầy nghe được à? Trước sau thầy vẫn là người hiểu con nhất. Không có gì mà con qua mắt được thầy hết. Hương đề cập đến chuyện cưới hỏi, nhưng trong lúc này má con lại ngăn cấm không cho con cưới cô ấy. Con không biết phải làm sao nữa. Cưới hỏi là chuyện tốt, nhưng thầy nghĩ trong tình hình này con khoan nói với bà ấy. Má con vừa mới hồi phục, lại đang có hiềm khích với Hương. Con nói chuyện cưới hỏi lúc này chỉ thêm bất lợi thôi. Để cho bà ấy ngồi ngoài một thời gian đi, rồi hãy bàn tính. Dạ, con hiểu rồi. Con cảm ơn thầy. Chào giám đốc. Chào cô. Hôm trước tôi đã trình bày với giám đốc, và đây là anh Khang đã thảo sẵn hợp đồng để giám đốc ký. Đây là hợp đồng tôi đã soạn sẵn rồi, cô hãy xem qua và ký giúp tôi. Anh dẫn đối tác á qua phòng tài chính, nói với họ là tôi đồng ý rồi, kêu họ ký nháy trước giùm tôi nha. Dạ. Cậu cứ yên tâm, bên phòng tài chính đều là người của tôi hết. Mình đi. Ủa, hai cha con đi đâu đó? Anh qua đây gọi bé Ngọc, nhờ em coi giùm cho anh mấy hôm. Anh có việc cho ông chủ phải đi làm xa. Anh yên tâm đi, để đó em lo cho. Anh cứ lo công việc của anh đi. Cảm ơn em. Em nhớ coi bé cẩn thận giùm anh, chứ như lần trước á, vất vả cho em lắm. Em biết rồi. Bé Ngọc, con muốn ra biển chơi không? Cậu chắc con đi ha. Dạ. Con không được phá nghe chưa? Dạ. Thôi, mình đi con. Dạ. Cho con gửi tiền. Cảm ơn cô. Dạ. Mình vô mua cá nha. Cô Rạng mua cá gì đây? Cô Rạng mua cá gì vậy cô Rạng? Cô mua cá để chiều cô nấu con ăn. Lúc trước mẹ cũng hay nấu món này cho con ăn lắm á. Vậy chiều nay cô sẽ nấu con ăn ha. Dạ. Con này cũng được nữa nè. Vậy em lấy thêm mấy con nữa. Trời ơi, nó có sao không? Ngọc ơi, con sao rồi? Ngọc ơi, tỉnh lại đi con.
Ngọc, Ngọc, con sao vậy Ngọc? Con tôi sao vậy? Hả? Dạ, Ngọc, em dắt bé Ngọc ra biển chơi, cho nên là bé Ngọc xin nữa chết đuối. Sao Mai đã nhớ con vậy Thắm? Ngọc, cho nên thầy mới rước thầy Tụng về để mà tụng cho. Ông nói cái gì vậy? Các người đi hết rồi hả? Lỡ con tôi có chuyện gì rồi sao? Đi đi, ra khỏi nhà tôi. Đi đi, ra khỏi nhà tôi nhanh lên. Dẹp anh đi, đi đi, đi đi, đi khỏi nhà tôi. Đi đi. Ngọc ơi, Ngọc, Ngọc ơi, cô mà lại đi tin mấy chuyện mê tín gì đó thì sao? Huyết áp của cháu tuột lắm đó. Cô ơi, tại sao giờ này bác sĩ còn chưa tới nữa hả cô? Anh yên tâm, bác sĩ đang tới rồi đó. Anh chị ở đây đợi nha. Trời ơi là trời. Em xin lỗi, cũng tại em mà ra, cho nên bé Ngọc mới bị như vậy. Điều trị của cháu tuy là viện phí sẽ hơi cao một chút, nhưng mà vì sức khỏe của cháu, tôi nghĩ anh chị nên làm như vậy. Thôi anh chị suy nghĩ đi, nếu có quyết định gì á thì báo cho chúng. Dạ chú. Chú. Ủa Rạng, có chuyện gì đó con? Dạ chú. Dạ con có việc muốn nhờ chú giúp đỡ. Có gì cứ nói thẳng, không có ngại gì hết. Dạ cảm ơn chú. Con định nhờ chú, chú có thể cho con mượn một ít tiền không chú? Con mượn tiền để làm cái gì? Con có thể nói cho chú biết được không? Bây giờ bé Ngọc sao rồi? Dạ bây giờ phải đưa gấp lên bệnh viện nhi thành phố thì mới mong cứu chữa kịp. Nhưng mà chi phí ăn ở đi lại chữa trị, con nghĩ là anh Nghĩa không có kham nổi. Thôi được rồi, con ở đây chờ chú một chút. Dạ con cảm ơn chú. Cảm ơn chú. Con cầm lấy đi. Con cảm ơn chú. Con hứa là xong chuyện con sẽ trả lại cho chú đầy đủ. Cứu người là quan trọng. Chú thương con bé Ngọc còn không hết. Rồi từ từ con trả cho chú, không sao đâu. Dạ con cảm ơn chú nhiều lắm. Thôi con về. Con đưa bé Ngọc đi cho sớm. Đi đi con. Dạ
À, Rãng, Rãng nè, chú nói nghe nè con. Dạ. Cái này chú đã nói với con nhiều lần rồi, mà bây giờ chú cũng muốn nói lại. Chú nhìn con chẳng khác nào là vợ của thằng Nghĩa. Con hết lo cho nó, rồi bây giờ tới con của nó. Không lẽ cứ như vậy hoài sao con? Như vậy thì thiệt thòi cho bản thân con quá. Dạ không, con không có thấy thiệt thòi gì đâu chú. Con thấy vui và hạnh phúc khi được làm như vậy. Vui và hạnh phúc thật sự không con? Khi cứ phải như cái bóng của người khác, chỉ có thể có danh có phận mới có thể có được cái hạnh phúc đó thôi con. Con tin chú đi, chú biết rõ mà. Dạ, con cảm ơn chú đã khuyên. Con sẽ suy nghĩ. Con suy nghĩ cũng nhiều rồi đó. Lần này thì hành động đi con. Dạ thôi con đi nha chú. Con chào chú. Thiệt tội cho con nhỏ, phí cả tuổi xuân. Dạo này bà bận quá, muốn nói chuyện với bà tôi phải qua tới tận đây mới nói được nè. Làm việc bà cũng biết mà, bệnh nhân ngày nào cũng nhập viện, cũng cần phải có người cấp cứu chứ. Mà nhân lực thì thiếu, nhìn nhiều vậy chứ phục vụ không có nhiều, nên mình phải hy sinh thôi. Đúng rồi, khổ quá. Thôi chắc tôi về trước. Bây giờ mình tranh thủ đi ra ngoài cổng vừa nói chuyện đi. Mai là anh chị đã đưa cháu vô sớm, cháu đã qua cơn nguy kịch rồi. Cảm ơn cô nhiều lắm. Cháu cũng đã hạ sốt rồi, nhưng vẫn còn yếu. Anh chị nhớ chăm sóc cho bé cẩn thận nha. Nhớ cho bé ăn uống đầy đủ. Bị tình trạng này nên bé biếng ăn lắm, cho nên anh chị nhớ chăm sóc cho bé kỹ nha. Dạ, chúng tôi biết rồi. Dạ. Cảm ơn cô. Con bé đã không sao rồi, cảm ơn trời Phật. Bé Ngọc sẽ mau khỏe lại thôi, anh đừng có lo lắng quá. Ngọc, con tỉnh rồi hả? Ba, con ở đâu vậy ba? Con bị bệnh, bị sốt nên ba đưa con tới bệnh viện. Con không sao rồi, bây giờ con nghỉ ngơi cho khỏe nha. Bình thường con bệnh, mẹ sẽ luôn bên cạnh con, chăm cho con, hát ru cho con ngủ nữa. Ba con nhớ mẹ quá à. Có ba ở đây mà, ba sẽ chăm sóc cho con. Ba là ba, mẹ là mẹ, khác nhau mà. Hay ba kêu cô Hương tới đi, cô Hương cũng giống mẹ. Con muốn gặp cô Hương. Được không ba? Bé Ngọc ngoan nè, cô Hương bận lắm, cô Hương không có ghé thăm con được đâu. Cô Hương nói cô Hương thương con nhất, nếu mà con bị bệnh, cô Hương chắc chắn sẽ tới. Thôi cô gọi rồi, nhưng mà cô ấy bận, cô không có tới được. Được mà. Ngọc cũng được khóc. Còn đừng có như vậy nữa mà. Nín đi con. Má, má cảm thấy trong người sao rồi? Cũng khỏe rồi con.
Má nghỉ ngơi cho khỏe lại đi má. Khỏe lại để còn làm chủ hôn cho đám cưới của con và Hương nữa. Ai chấp nhận cô ta làm con dâu mà cưới chứ? Má, má đừng như vậy mà. Chẳng phải là má đang muốn có cháu nội bồng hay sao? Con cưới Hương sớm vậy má mới có cháu để bồng chứ. Ai chứ, là nó thì má không có ham. Má, má thì không hiểu nổi, Hoàng Anh nó hoàn hảo như vậy, gia thế cũng xứng với con, con lại không chọn nó, lại đi chọn một bệnh nhân không nhà không cửa, không là gì cả để làm vợ là sao chứ? Cho má chưa hiểu rõ về Hương nên má mới nói vậy thôi. Hương nhiều tình tốt lắm má, chỉ cần má hiểu thôi thì con chắc chắn má sẽ thích Hương. Không bao giờ. Má nói cho con biết, con đó mới là người không hiểu hết nó đó. Cô ta chỉ là một bệnh nhân được con ban ơn cứu sống, mà lại không biết thân biết phận, còn đeo bám con nữa. Má đừng có nói như vậy mà má. Hương chẳng đeo bám con gì hết. Là con yêu Hương, con chủ động, Hương không làm gì sai cả. Hơn nữa, má cũng từng đồng ý cho con cưới Hương rồi mà. Má từng đồng ý, nhưng bây giờ người ta bàn tán xôn xao về chuyện quá khứ của cô ta, nghe nói chẳng có gì là tốt đẹp hết. Con nên tỉnh táo lại trước khi bị lừa đi. Má à, chuyện đó đã qua lâu lắm rồi, má nhắc lại làm gì nữa. Má đừng có làm như vậy, Hương mà biết được con sẽ đau lòng lắm đó. Kệ nó, liên quan gì tới má. Mà má mệt rồi, con đưa má lên phòng nghỉ ngơi nha. Má chưa có nói hết, má phải nói đến khi nào con tỉnh ra thì thôi. Má à, con chào bác. Hoàng Anh, con mới tới hả? Dạ. Ờ bác ơi, Hương mới tới chơi hả? Cái gì? Con mới thấy cô ấy ngoài cổng. Nó còn dám tới đây nữa hả? Nếu không có điều gì khuất tất, tại sao cô ta lại lén lút tới đây chứ? Má nói cho con biết, cô ta đã có chồng rồi đó. Má nói gì? Hương có chồng. Còn ai vào đây nữa? Cô ta đã có chồng có con, vậy mà con nhất quyết cưới cho bằng được. Con có vấn đề rồi hả? Ai nói với má vậy? Đều là sự thật. Em đã vô tình nghe cô ta gọi điện thoại cho Nghĩa, chồng của cô ta, để tìm con.
về ở nhà một mình. Về sau em định nói chuyện điện thoại cho con bé cho nó đỡ buồn thôi. Ai ngờ sau tin nhắn đó thì con bé lại mất tích. Vậy hả? Nếu là anh, em nghĩ là chắc anh cũng sẽ làm giống em thôi đúng không? Ăn lẹ đi con. Con ăn nhiều mới mau khỏe được chứ. Ngọc, ăn đi rồi bà thương. Ngọc, con thiệt là, sao con hư quá vậy? Ba cho con gặp cô Hương đi, rồi con sẽ ăn mà. Con vừa phải thôi. Ba nói bao nhiêu lần rồi là không được. Con đừng có đòi hỏi như vậy. Ăn thì không chịu ăn, có tô cháo từ nãy giờ không chịu ăn. Con làm ba bực mình rồi biết không? Há miệng ra. Anh Nghĩa, sao lại la con? Nó đang bệnh mà. Thôi, anh đưa đây, đem đút cho con chứ. Ăn nha con. Được rồi, bé Ngọc ăn ngoan, cô sẽ đưa con đi gặp cô Hương, con chịu không? Con nói xạo, con không tới đâu. Con nói xạo, con không chơi với cô nữa đâu. Chỉ tại cô Hương đang bận thôi. Mấy ngày nữa cô Hương sẽ vô mà. Ha, cô nói thiệt đó. Nè, bây giờ bé Ngọc ngoan, ăn miếng cháo đi ha. Không ăn đâu Ngọc. Con nghỉ chơi với cô rồi. Con nghỉ chơi với ba luôn. Cô đi đi. Em lấy chồng từ khi đôi mươi, mang duyên phận con gái theo chồng. Đôi má hồng môi đỏ ngây thơ, bước theo chồng làm cô dâu mới. Duyên kiếp nào cho em gặp anh, trong thân phận con gái chưa vợ chồng. Em bây giờ đã lỡ thương anh, trót thương nhau rồi, chỉ mong ta có đôi. Những tháng ngày đôi ta gần nhau, anh cho em một hạnh phúc yên bình. Em bất ngờ biết mình đã sang sông, để bây giờ đứng giữa hai lối đi. Duyên số trời đã cho ta gặp nhau, nhưng không nên vợ cùng trắng thành chồng. Ta hai đường đôi ngã chia ly, để em về ân nghĩa trọn tình xưa. Lấy chồng sớm làm gì, để sầu vương cho nhau buồn đau. Lấy chồng sớm làm chi, để giờ đây ta nói câu từ ly. Em chỉ trái phận mình, còn duyên nhưng không còn nợ.